Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 15, phong ấn ngũ hành trận. Không biết có phải vì trong thành không còn cương thi gây họa nữa không mà ánh trăng ban đêm cũng trở nên dịu dàng hơn. Trong đình viện hai người ngồi chung mà không nói gì, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió xào sạc bên tai. Nhớ về 300 năm trước, trong lòng trường Quầy Ly vẫn có một chút bất an khó hiểu. Năm đó nếu không gặp được Bạch Nham, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không có được những ngày an bình như lúc này. Khi đó, nàng bị thiên khê và vân nhai đuổi bắt, vài năm sống trong cảnh đấu giết tràn ngập máu tanh. Xông vào ngọn núi đó là ngẫu nhiên, phát hiện linh nguyên đỗ tuyền là ngẫu nhiên, gặp được bạch nham là ngẫu nhiên, liên lụy bạch nham suýt chút nữa bị giết cũng là ngẫu nhiên. Rất nhiều ngẫu nhiên bị bạch nham gọi là cơ duyên, rất nhiều trùng hợp bị bạch nham gọi là vận mệnh, trường quầy ly trước giờ vẫn luôn khinh thường. Vật đổi sao rời, nay bọn họ nên làm như thế nào đây? Trốn xa khỏi thiên khê và vân nhai. Hay nên nói, đây là lúc chấm dứt. Bạch Nham thấy trưởng quầy ly như có đăm chiêu, yên lặng rất lâu, không nhịn được mở miệng nói, nếu bọn họ thực sự có cách cởi bỏ trận pháp ngũ hành thì sao? Chúng ta ngồi yên không để ý sao? Để ý, muốn để ý thế nào? Giết thiên khê và vân nhai. Người có năng lực này sao? Trưởng quầy ly châm chọc cười nói, nếu bọn họ thật sự mở được phong ấn ngươi phải đến miếu nữ hoa thành tâm thành ý dập đầu vài cái thật vang với nữ hoa nương nương để nữ hoa nương nương xuống nhân gian phong ấn nó lại một lần nữa bạch nham hơi lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười nói nếu chỉ đơn giản như thế dập đầu có là gì trưởng quầy ly thu nụ cười trầm mặt hỏi rốt cuộc ngươi nghe được cái gì vì sao lại lo lắng như thế ai bạch nham than nhẹ một tiếng nói không phải tin tức tốt đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Rốt cuộc phong đô đã xảy ra chuyện gì, hoặc sẽ phát sinh chuyện gì không ai biết. Nhưng trước mắt yêu ma có chút đạo hạnh đều đang hướng về phong đô. Mà người tu hành như tòng tố căn bản không thể ứng phó được tình huống như vậy. Hôm nay vốn định đi tìm thổ địa, nhưng không tìm được. Trốn rồi à, trưởng quầy ly hơi bất ngờ, tiểu tiên thổ địa kia cho dù có trốn, cũng sẽ bị Bạch Nham tìm được mới đúng. Bạch Nham lắc đầu, nói chỉ sợ thổ địa công nơi này đã sớm bị nữ bạt kia xử lý rồi thổ địa công tốt xấu gì cũng là tiểu thần tiên sao lại dễ dàng bị nữ bạt xử lý chứ trưởng quầy ly càng kinh ngạc nếu là thiên khê làm thì sao hả trưởng quầy ly ngẩn người suy nghĩ một lát hỏi ý của ngươi là thiên khê vì muốn có được đứa bé kia nên đã giết thổ địa công nhưng vì sao chứ thổ địa công quản lý hộ tịch bảo vệ yên bình tiểu thần tiên như vậy nếu muốn đối phó yêu quái ngàn năm thì có hơi khó khăn nhưng cũng không đến nỗi bị giết, huống chi nữ bạt cũng sẽ không vô duyên vô cớ ôm phiền toái về mình. Bạch Nham vuốt cầm nói, đương nhiên không phải vô duyên vô cớ. Ta nghĩ đứa bé lâm ra kia vốn không phải là người. Cái gì? Ta không tìm thấy thổ địa công, vì thế đến địa phủ một chuyến. May mà ta và phán quan có chút quan hệ cá nhân, hắn mới châm trước cho ta xem sổ sinh tử trong đó không có tiểu thiếu gia lâm gia. Trưởng quầy ly ngạc nhiên và nghi ngờ, bỗng nhiên hỏi, người có quan hệ với quỷ phán quan lúc nào vậy? Ha ha, đây chuyện từ rất lâu rồi. Bạch Nham không trả lời trưởng quầy ly, tiếp tục nói, theo phán đoán của ta, tiểu thiếu gia lâm phủ có thể vốn là quỷ thai hoặc linh thai, từ nhỏ đã khác thường. Cương thi này sợ thổ địa công xen vào chuyện của bọn họ, nên đã dứt khoát xử lý thổ địa công sao ngươi lại biết đây là âm mưu của thiên khê? Cho dù không phải hắn bày mưu đặt kế, giờ hắn cũng vẫn có lợi. Trưởng quầy ly lại trầm tư, thì thao lầm bẩm, hay là thật sự đã đến lúc rồi? Đến lúc gì? Bạch Nham hỏi. Trưởng quầy ly nghĩ nghĩ, nói, nói ra thì rất dài. Lúc trước, ta cùng thiên khê và vân nhai giống như huynh muội ruột thịt, trải qua những ngày tiêu dao tự tài. Nếu không phải có một lần ta vô ý nghe được bọn họ nói chuyện, biết mình sắp gặp đại nạn, cũng sẽ không chạy trốn. Thật ra Bạch Nham cũng chưa từng nghe trường quầy ly nói vì sao 300 năm trước nàng lại bị thiên khê và vân nhai đuổi bắt. Chỉ biết nàng là một trong những mấu chốt để mở trận pháp ngũ hành. trưởng quầy ly cũng không muốn nói đến những chuyện trước kia. Ta đã từng nói cho ngươi, ta ngẫu nhiên bước vào núi ngũ hành, cơ duyên bị hậu khanh một dẫn độ thành ma, cùng thiên khê và vân nhai xem như đồng môn. Bọn họ từng là bằng hữu là người thân của ta, giống như ngươi và đỗ Tiền vậy. Trường Quỳ Ly nói qua loa đoạn chuyện cô kia, dường như cũng không muốn nói cho Bạch Nham quá nhiều. Thiên Khê thường nói, một ngày nào đó hậu khanh chắc chắn sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trời, nắm trong tay tam giới, chẳng qua là phải chờ đến thiên thời. Ta vốn không để ý, cho đến một ngày nghe được Thiên Khê và Vân Nhai ở trong thư các nói đến phương pháp giải trận pháp ngũ hành mới biết được mình sẽ trở thành tế phẩm giải phong ấn, mà bọn họ đã lên kế hoạch từ rất lâu, rất lâu rồi chờ đến khi tập hợp đủ thiên linh sau khi nữ hoa phong ấn hậu khanh, cũng chính là linh nguyên thuần khiết cùng với đá vô sắc trong ngũ hành. Bạch Nham nói chen vào, ta biết đại khái về trận pháp ngũ hành, nhưng thiên thời là lúc nào? Ta không biết, trưởng quầy ly đáp, ta vốn tưởng rằng khi tập hợp đủ thiên linh là thiên thời, giờ xem ra có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Hai người bọn họ làm nhiều chuyện như vậy tuyệt đối không phải nhàm chán mà bày trò. Nói cũng như không, Bạch Nham hơi thất vọng, chẳng qua cũng đã liệu trước chuyện trường Quầy Ly không biết được gì nhiều. Trường Quầy Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói tất cả cũng chỉ do hai chúng ta phán đoán mà thôi, không thể quá mức võ đoán, vẫn nên biết rõ ràng rồi nói sau. Bạch Nham gật đầu nói, đúng là nên biết rõ ràng. Bạch Nham liếc nhìn trường Quầy Ly, bỗng nhiên cười rộ lên. Người cười cái gì? Không có gì, thật ra chúng ta cũng không cần lo lắng gì nhiều, nàng nói đúng, ứng long đã chết, đá vô sắc đã thất lạc được gần 500 năm, mà thiên khê và vân nhai lại không tìm thấy nàng, nghĩ thế nào vẫn là chúng ta có lợi. Trưởng quầy ly liếc trắng mắt, hư lạnh một tiếng nói, còn không phải tại ngươi khiến chúng ta lo lắng, ta nói mấy câu ngươi có thể yên tâm được sao. Bạch Nham cười nói, nàng mới là người nên yên tâm mới phải, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để thiên khê hoặc vân nhai động tới nàng. Trưởng quầy ly nghe xong cười khẽ một tiếng, xoay người đi về phòng mình. Nàng không biết trong lời nói của hắn có vài phần vui đùa vài phần thật lòng, hắn cũng không rõ trong nụ cười của nàng có vài phần vui mừng vài phần trào phúng. Lâm phủ liên tục bệnh chết ba người, bùi đại thiếu gia bất hạnh chết đuối, hai chuyện này khiến người trong thành hoảng sợ một thời gian, nhưng thời gian trôi qua qua, chưa đến hai tháng mọi người đã ít nhắc lại việc này. Chuyện làm ăn của tiệm quan tài phố Tây cũng lạnh lẽo thật lâu, may mắn là kiếm được từ lâm gia và bùi gia không ít, tiệm quan tài có ngừng việc nửa năm cũng không sao. Tiểu nhị trong cửa hàng đương nhiên mừng rỡ nhàn hạ, đỗ tiền lại có nhiều thời gian dỗi cùng chỉ lan, dạy nàng làm người, cùng nàng chơi đùa. Trưởng Quầy Ly và Bạch Nam đi chung quanh hỏi thăm tình hình ở phong đô, đáng tiếc thu hoạch được rất ít. Ngày thường họ vẫn cãi nhau, ngay cả chỉ lan giờ cũng coi như không thấy. Cho đến hai tháng sau, Trời còn chưa sáng Bạch Nham và Trường Quầy Ly đều bị cảm giác có điểm xấu làm bừng tỉnh Bạch Nham và Trường Quầy Ly gần như là cùng bước ra cửa phòng cùng một lúc Bọn họ nhìn thấy người kia cũng không kinh ngạc Chăm miệng một lời hỏi núi tuyết Tây Lĩnh Hai người còn chưa kịp nghĩ nhiều Đỗ Tuyền cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng Hô lên, lão đảo Trường Quầy, xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Người cũng cảm thấy sao? Bạch Nham quay người lại hỏi đỗ tuyền đang vội vã chạy tới ừ giống như sắp động đất vậy ta cảm thấy nguồn nước ngầm không ổn định liền tình sau khi tình lại lại loáng thoáng nghe thấy rất chim thú kêu to xảy ra chuyện gì rồi hà từ khi hấp thu linh nguyên cảm giác của đỗ tuyền nhạy bén hơn trước kia gấp trăm ngàn lần chính hắn cũng phải mất rất nhiều thời gian mới dần quen với cảm giác mẫn cảm như vậy cũng có thể dễ dàng điều khiển linh lực cuồn cuộn không ngừng không phải động đất còn đáng sợ hơn thế nhiều Trưởng quầy ly nói, không riêng gì chim thú, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng đang phát ra báo động, ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng rít gào nào kinh khủng như thế. Trưởng quầy, là phía tây đúng không, ta cảm thấy nó cách chúng ta rất xa mà. Bạch Nham đáp, cách chúng ta rất xa, nhưng núi tuyết tây lĩnh lại ở rất gần phong đô. Sợ nhất chính là lại có liên quan đến thiên khê. Trưởng quầy ly tiếp lời. Bạch Nham gật đầu, nói tiểu tuyền ngươi ở lại, ta và trưởng quầy đi xem. Đỗ tuyển không kịp lên tiếng trả lời, Bạch Nham và trưởng quầy ly đã biến mất trong gió. Bạch Nham và trưởng quầy ly bước đi trên mây, từ không trung nhìn xuống đám yêu khí mùn ngụt, đất sung núi chuyển, chim hót thú giống không ngừng bên tai. Địa phủ cũng không âm trầm khủng bố bằng nơi này. Bạch Nham cau mày. Trưởng quầy ly nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng biết bọn họ đến chậm một bước, phía dưới đã là khung cảnh sinh linh đồ thán, hai người bọn họ căn bản không làm được gì, tại sao lại như vậy? Đi xuống nhìn xem. Ừ, hai người tiến vào núi tuyết Tây Lĩnh, sơn lĩnh tối như mực, yêu khí dày đặc, trường khí hỗn tạp mùi máu tươi tràn ngập trong không khí làm người ta buồn nôn, chung quanh chất đầy thi thể động vật, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cây cối bị nhổ bật rễ. Núi tuyết màu trắng này biến thành đỏ sẩm, đi đường cũng không biết đặt chân vào chỗ nào, mỗi một bước đều như đang dẫm lên máu thịt lão đảo, ngươi xem. Trưởng quầy ly đi đến bên một gốc cây tùng trăm năm đã bị đổ bật cả rễ, phía trên có dấu vết móng vút sắc nhọn, trên vết trào còn lưu lại da lông máu thịt, là hồ yêu. Da thịt là hồ yêu, như vết cào này là do cái gì tạo thành? Bạch Nham đưa tay lấy đám lông hồ ly trắng dính máu xuống nhìn nhìn lại người người, nói, đây là da lông trước ngực hồ yêu ngàn năm, xem ra bị thương không nhẹ, thật sự là gặp phải đối thủ rồi, chúng ta cũng phải cẩn thận chút lại đi tiếp một đoạn bạch nham và trường quầy ly thấy được không ít thi thể yêu quái yêu khí phía trên còn chưa tan đi nhưng tinh nguyên đã không còn dường như là bị hút đi hai người còn đang không hiểu ra sao bạch nham dường như đột nhiên nhận ra cái gì kéo trường quầy ly bước đi vừa đi vừa nói tòng tố ở trong núi sao ngươi biết sao hắn lại ở trong núi lúc tòng tố hôn mê là ta giúp hắn sâu lại hạt tràng ta đã động tay động chân trên đó chỉ cần hắn ở gần ta nhất định sẽ biết. Không bao lâu, Trường Quầy Ly và Bạch Nham tìm đến một cái sơn cốc. Bạch Nham rất khẳng định tòng tố ở trong này. Lúc này bọn họ vừa khéo nhìn thấy một con báo tuyết cắn chết một con đại bàng tinh, hút tinh nguyên của đại bàng tinh ra rồi nuốt vào. Một hậu khanh, trong giã sử có ghi lại, hậu khanh cùng ba cương thi khác doanh câu, hạn bạt, tương thần, là thủy tổ của cương thi, đã có từ khi con người còn chưa xuất hiện. Là yêu thú thời hồng hoang, đến thời Trung Cổ mới biến mất. Trong hệ thống thần thoại cổ Trung Quốc, bốn thủy tổ của cương thi đều xuất hiện trong thời Hoàng đế đại chiến Si Vưu. Trong trận đại chiến đó, Hậu Khanh mới biến thành cương thi. Trong Sơn Hải Kinh có ghi lại ma tinh Hậu Khanh là em trai hậu thủ Hoàng đế, được hậu thủ phái đi trợ giúp Hoàng đế đánh lại Si Vưu. Không ngờ Hậu Khanh chịu ảnh hưởng của đám người Si Vưu nên đã gia nhập Đông Di, đối nghịch với Hoàng đế, thậm chí không tiếc biến mình thành phi thi giống nữ bạt sau khi hóa thành ma tinh, không ai có thể áp chế hắn. Sau này nữ hoa liên hợp với hậu thổ, tử vi, câu trần, địa tàng, lấy trận pháp ngũ hành phong ấn hắn. Hậu Khanh là một trong thập đại ma thần thượng cổ. chương 16, đến tuyết sơn Tây Lĩnh. Báo tuyết không lớn, ước chừng dài hơn hai thước, cao bằng người, ánh mắt vô cùng hung dữ, móng vuốt sắc bén như đao, trên răng nanh sắc nhọn còn dính máu, bộ lông trắng như tuyết còn rất nhiều vết máu đủ màu sắc, trên người đủ loại yêu khí, nó nhất định đã chiến đấu với rất nhiều yêu quái. Giết chết đại bàng tinh, nuốt tinh nguyên, nhưng báo tuyết dường như cũng bị thương, thở ra hai ngụm khí nóng, chậm rãi đi trên tuyết nghỉ ngơi. Trưởng Quầy Ly và Bạch Nham nhìn nhau, đều tự khắc chú ẩn thân, tránh khỏi báo tuyết đi vòng vào trong sơn cốc. Hai người vừa tới cửa cốc, báo tuyết bỗng nhiên đứng lên, dùng cái mũi người người, dường như là người thấy mùi gì khiến nó tức giận nên lại phát ra tiếng gầm gừ bị phát hiện à, giọng trường quầy ly truyền vào tai Bạch Nham. Còn báo tuyết này chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh, còn không đến mức có thể nhìn thấu chú ẩn thân của chúng ta. Sợ là có cái gì khác đang đến đây. Trường quầy ly cau mày, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thức càng ngày càng lan xa, nói, ngọn núi này rất hỗn loạn, yêu quỷ vô số, ta không phân biệt được rõ ràng lắm, nhưng dường như có cái gì đang tới gần. Bạch Nham nói, chúng ta vào cốc trước, tìm được tòng tố rồi nói sau. Ừ, bên trong sơn cốc sạch sẽ hơn bên ngoài rất nhiều, ngoại trừ một ít dấu vết động đất đất đá vụn trên đất, thì không gặp thi thể trồng chất như núi, xem ra con báo tuyết kia vẫn luôn bảo vệ sơn cốc nhỏ này. Sơn cốc rất nhỏ, không cần nửa khác đã kiểm tra xong. Trưởng Quầy Ly và Bạch Nham nhanh chóng tìm được tòng tố, hắn đang ở cùng một cô gái khác. Cô gái mặc da thú, hài dưới chân cũng làm bằng da thú, dường như là từ nhỏ đã lớn lên tại nơi sơn giã này, báo tuyết đang bảo vệ nàng sao. Một cô gái loài người, trưởng Quầy Ly và Bạch Nham đều có chút khó hiểu. Tổng tố nằm ngã bên người cô gái, hẳn là bị thương, cô gái gọi thế nào hắn cũng không phản ứng. Này này, tiểu hòa thượng, người đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, cô gái dùng sức lay hắn, nhưng hắn không đáp lại một câu. Trưởng Quầy Ly nhìn Tòng Tố, nói với Bạch Nham, lão đạo, nếu ngươi không hiện thân cứu người, tiểu phúc tinh của ngươi sẽ bị Diêm Vương ra mang đi đấy. Bạch Nham thở dài, giải chú ẩn thân, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô gái, khiến cô gái kia sợ tới mức hết ẩm lêm, bạch bạch. Cứu! Báo tuyết ngoài cốc nghe thấy cô gái kêu cứu, lập tức muốn lao vào cốc bảo vệ cô gái, nhưng không ngờ một trận gió tuyết ập đến, nó như bị cái gì cắn cổ, phát ra một tiếng giống. Bạch bạch, cô gái hoảng hốt, Vô cùng lo lắng muốn ra ngoài cốc nhìn xem, nhưng ngại bạch nham không biết từ đâu chui ra, không dám rời khỏi tòng tố. Bạch nham liếc trường quầy ly một cái, trường quầy ly liền đi ra ngoài cốc. Cô nương chớ sợ, ta tới cứu tiểu sư phụ tòng tố. Cô gái ngẩn người, lòng nghi ngờ không giảm, đưa tay che chờ tòng tố, hỏi ông là ai. Lão đạo bạch nham là người quen của tiểu sư phụ tòng tố, chờ cứu tỉnh hắn, cô có thể hỏi. Cô gái nửa tin nửa ngờ, chậm rãi thu tay, xem như để cho Bạch Nham cứu người trước. Bạch Nham vươn tay nhẹ nhàng chạm lên mi tâm Tổng Tố, Tổng Tố liền dần dần tỉnh lại, hốt hoảng nhìn cô gái, tiện đà thấy được Bạch Nham. Hắn ngẩn ngơ qua nửa khắc mới lấy lại tinh thần, nhận ra Bạch Nham, đạo trưởng. Sao ngài lại ở đây? Tiểu sư phụ bị thương không nhẹ, trước nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì có thể chậm rãi nói. Bạch Nham lại hỏi không biết vị cô nương này là. Cô gái thấy tòng tố tỉnh, hơn nữa thật sự quen biết Bạch Nham, tự nhiên không hoài nghi nữa, đáp ta là Thanh Vũ, từ nhỏ lớn lên ở núi này. Bạch Nham vừa định hỏi tiếp, cô gái cướp lời cầu xin nói, đạo trưởng pháp lực cao cường, không biết có thể ra ngoài cốc nhìn xem được không, ta vừa mới nghe thấy tiếng bạch bạch kêu, ta sợ. Không cần sợ, giọng trường quầy ly từ cửa cốc truyền đến, còn kèm với tiếng bước chân nhẹ nhẹ, bạch bạch của cô không chết được đâu. Trưởng Quầy Ly, Tổng Tố thấy Trưởng Quầy Ly ung dung đi vào Sơn Cốc thì vô cùng kinh ngạc, bà chủ tiệm quan tài thật sự không phải người thường sao. Trưởng Quầy Ly nói, là con hổ yêu ngàn năm cắn báo tuyết, vết thương tuy rằng nặng nhưng nó đã ăn tinh nguyên của hổ yêu, miệng vết thương sẽ nhanh chóng khép lại, còn có thể gia tăng trăm năm công lực. Ta đã lập kết giới ngoài cốc, yêu ma quỷ quái bình thường không dễ dàng vào được đây đâu tiểu sư phụ và báo tuyết có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, chúng ta thật sự có rất nhiều rất nhiều chuyện phải chậm rãi nói cho rõ ràng. Tổng tố kinh ngạc, không biết trường Quầy Ly và Bạch Nham rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao lại xuất hiện ở núi tuyết Tây Lĩnh này, vì sao lại cứu hắn. Cô gái tên Thanh Vũ lại không hiểu gì cả. Ước chừng nửa canh giờ sau, Bạch Nham nói muốn đi xem xét quanh núi một vòng, vì thế trường Quầy Ly ở lại trong cốc chiếu cố hai người và báo tuyết. Tổng tố vẫn bị vây trong trạng thái hỗn loạn, không thể suy nghĩ nổi cũng không có sức nói chuyện. Thành Vũ ngồi bên người báo tuyết, rửa sạch miệng vết thương to nhỏ trên người nó, vẻ đau lòng chưa từng biến mất. Đối với ánh mắt trưởng quầy ly thường phóng tới, nàng cũng không biết là nghi ngờ, là sợ hãi hay là may mắn vì có người tới giúp đỡ. Trưởng quầy ly đi đến bên người Thanh Vũ, hỏi sao cô lại biết con báo tuyết này. Thanh Vũ vuốt ve lông báo tuyết, nói từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, Bạch Bạch vẫn luôn bảo vệ ta, nó nói là nó phát hiện ra ta ở trong sơn cốc này, khi đó ta vẫn còn là một đứa bé, có lẽ lúc ấy ta thật sự đáng yêu, cho nên nó không ăn ta. Nó nói, đúng, ta nghe hiểu nó nói chuyện, không chỉ có nó, động vật khác ta cũng hiểu được. Trưởng quầy ly tò mò nhìn Thanh Vũ, lại nhìn nhìn Bạch Bạch, giống như hiểu được vì sao báo tuyết phải bảo vệ cô gái này nàng có thiên phú dị bẩm chắc chắn không đơn giản chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ. Vậy tiếng người là ai dạy cho cô? Núi này rất ít khi có người đến, nhưng đến mùa xuân vẫn sẽ có vài thợ săn lên săn thú, đa số bọn họ sẽ không vào sâu trong núi. Có một lần ta gặp được một đội thợ săn ở sườn núi, bọn họ tốt bụng định mang ta về chấn, lại bị bạch bạch dọa chết khiếp, may mà bạch bạch không hại bọn họ, bọn họ mới biết trước nay vẫn là bạch bạch chăm sóc ta sau này khi bọn họ lên núi sẽ mang cho ta chút đồ ăn quần áo linh tinh sau đó ta và bạch bạch sẽ giúp bọn họ bắt con mồi để trao đổi vài năm như vậy ta cũng có thể nói chuyện cô có từng nói cho bọn họ cô biết thú ngữ không thành vũ nghĩ nghĩ nói không cố ý nói bọn họ chỉ nghĩ rằng ta là do bạch bạch nuôi lớn cho nên mới hiểu được lời của bạch bạch thôi trưởng quầy ly gật gật đầu vừa định hỏi tiếp bạch bạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên gừ hai tiếng lại dùng cái đuôi lướt qua cánh tay thanh vũ dường như là đang nói với thanh vũ điều gì đó thanh vũ ngẩn người sau đó vỗ lên lưng bạch bạch trưởng quầy ly cười khẽ một tiếng không nói nữa trong sơn cốc này chỉ sợ chỉ có mỗi tòng tố là người phàm không hiểu thú ngữ bạch bạch nói gì với thanh vũ trưởng quầy ly nghe hiểu cả bạch bạch là đang cảnh cáo thanh vũ chưa tin người lạ yên lặng nửa khắc thanh vũ quay sang hỏi quầy ly trưởng quầy ly cô và đạo trưởng bạch nham tới nơi này bằng cách nào sao lại tìm được chúng ta cái này chờ lão đạo về sẽ nói lại tỉ mỉ cho cô trưởng quầy ly mỉm cười thành vũ nhìn trưởng quầy ly trong lòng rất nghi ngờ thật nàng rất đẹp đẹp giống như thiên tiên vậy nàng khiến cho người ta có cảm giác xa cách giống như không thể với tới thành vũ tiếp xúc với con người không nhiều lắm chính nàng cũng không rõ cảm giác phức tạp trong lòng khi nhìn trưởng quầy ly này rốt cuộc là cái gì trong đầu Thanh Vũ chỉ có một giọng nói đang hỏi, nàng là ai? Nàng là người phàm sao? Không chỉ có Thanh Vũ nghi ngờ như vậy, Tòng Tố cũng đang tự hỏi chính mình, nhưng lại không biết đáp án. Chỉ có bạch bạch gần như có thể khẳng định trường quầy ly không phải người phàm, bởi vì một người phàm vốn không thể khoát tay là có thể giết chết một con hồ yêu ngàn năm, cho dù hồ yêu kia đã bị trọng thương. Nhưng nếu trường quầy ly không phải người phàm, vậy nàng là cái gì? Bạch bạch ngửi người rất lâu, cũng không người thấy yêu khí trên người trường quầy ly, nhưng mùi hương nhẹ nhẹ trong veo trên người nàng cũng không phải mùi của người phàm. Trên người thần tiên cũng sẽ có tiên khí, không giống hương vị trên người trường quầy ly, rốt cuộc nàng là cái gì. Không lâu sau, Bạch Nham trở lại. trưởng quầy ly đón trước hỏi, thế nào rồi? Bạch Nham lắc đầu nói, nơi nơi đều là dấu vết yêu quỷ tự giết lẫn nhau, ta thấy khách của phong đô giờ đã giảm 2 phần 3 rồi những kẻ sống sót bất kể là tinh linh hay yêu ma, cũng đã rời khỏi Tây Lĩnh hết. Ta đi về phía Tây đuổi theo một đoạn, thấy lão yêu bà phong cơ kia mang theo đám tiểu yêu tay sai của bà ta đi về phía phong đô rồi. Phong cơ, là bà ta sao? Trưởng quầy ly kinh ngạc, phải biết rằng phong cơ và quỷ mẫu hỏa linh xưa nay thủ hoán nhau đã gần ngàn năm. Một ma ở đất thục, một yêu ở nam nhạc, cả đời không qua lại với nhau cũng coi như thái bình lúc này sao phong cơ lại chạy tới phong đô trước không nói chuyện này vết thương của tòng tố thế nào rồi bây giờ vẫn hơi mơ mơ màng màng nhưng hẳn là cũng sắp khôi phục lại tòng tố nhìn trường quầy ly và bạch nham hơi hơi gật đầu nói đa tả hai vị các vị lại cứu tiểu tăng một lần nữa thành vũ thấy tòng tố cố sức ngồi dậy vì thế đi qua đỡ hắn để hắn ngồi tựa vào trên người bạch 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 nham và trường quầy ly ngồi đối mặt tòng tố Thanh Vũ ngồi xuống, bốn người làm thành một cái cái vòng nhỏ. Trường Quầy Ly tùy tay giấy lên một đống lửa trước mặt, lại làm cho Tòng Tố và Thanh Vũ lắp bắp kinh hãi. Bởi vì trong sơn cốc này đá vụn đầy đất, chỗ bọn họ ngồi không phải cắt đá thì là tuyết động chưa tan. Ngọn lửa của Trường Quầy Ly đúng là tự nhiên mà cháy, không dùng đến một nhánh cây. Bạch Nham nhìn, khẽ lắc đầu, giải thích nói, chẳng qua là ảo thuật thôi, các vị không cần kinh ngạc trưởng quầy ly đạo hạnh cao thâm, cho dù là ảo thuật cũng giống như lửa thật, có nhiệt độ có thể sưởi ấm. Trưởng quầy ly mỉm cười, liếc bạch nham một cái, giống như đang nói, bản lĩnh nói dối của ngươi càng lúc càng lợi hại nhỉ, cũng sắp giống nói thật rồi đấy. Thành vũ không kiềm chế được tò mò, thật cẩn thận đưa tay ra hơ lửa, nhiệt độ kia rất chân thật, làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Tổng tố nhìn đống lửa, mặc kệ lời giải thích của Bạch Nham là thật hay giả, trưởng quầy ly đều đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Trưởng quầy ly và Bạch Nham, hai người này mặc dù không đủ tin nhưng cũng không khả nghi. Nếu bọn họ đã đến đây, vậy nghe thử lý do thoái thác của bọn họ xem. Tổng tố tuổi không lớn, thời gian dạo chơi tứ hải cũng coi như không dài, chứ nói chưa bao giờ gặp trận đại chiến ly kỳ cổ quái mà lại kinh thiên động địa như vậy, cho dù giờ đã gặp, bằng thực lực của hắn muốn giữ mạng cũng đã rất miễn cưỡng. Trước mắt ngoại trừ dựa vào Bạch Nham và trường Quỳ Ly, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. chương 17, nửa thật nửa giả. Bốn người ngồi quanh đống lửa, Bạch Nham mở lời trước, nói tiểu sư phụ Tổng tố có còn nhớ chỉ Châu trong tay ngươi đã từng bị bạt đánh đứt không? Nhớ rõ, Tổng tố nhìn thoáng qua chỉ Châu trong tay, trong lòng đã hiểu Bạch Nham có thể tìm được mình nhất định là do hắn động tay động chân trên chỉ Châu, có lẽ đã hạ chú gì đó tiểu sư phụ chớ trách lão đạo ngày đó tự quyết định, dùng sợi tơ đặc biệt xuyên chuỗi chỉ châu này cho tiểu sư phụ, hôm nay dựa vào sợi tơ này mới tìm được sơn cốc. Tổng tố đẩy hạt châu ra một ít, nhìn nhìn sợi tơ bạc bên trong nhưng thật sự không tìm ra được chỗ nào đặc biệt, so với sợi tơ trên quẻ châu cũng không nhận ra sự khác biệt nào, liền hỏi, xin hỏi đạo trưởng, sợi tơ này có chỗ nào đặc biệt? Bạch Nham nói, đây không phải sợi tơ bình thường mà là một sợi dâu rồng, không chỉ chứa linh lực mà còn chắc chắn dẻo dai hơn những loại tơ thường gấp trăm lần ngàn lần. Tiểu sư phụ đã từng dùng chuỗi chi châu này, chắc hẳn có thể hiểu. Tòng tố gật gật đầu, trên đường đi tới đất thục, hắn gặp không ít yêu ma quỷ quái, trong lòng đã sớm cảm thấy chuỗi Phật châu trong tay này pháp lực mạnh hơn trước. Trưởng quầy ly tò mò nhìn Bạch Nham, nàng sớm biết Bạch Nham có rất nhiều đồ kỳ lạ cổ quái, nhưng không ngờ hắn còn có cả dâu rồng. Thấy hắn dễ dàng đưa cho tòng tố bảo vật quý hiếm này, trong lòng hơi hơi nổi lên một chút ghen tuông. Bạch Nham là đồ ra vẻ đạo mạo, bí mật nhiều hơn nàng mà luôn oán nàng không tin hắn, nhưng hắn có bao giờ tin nàng đâu. Việc này cũng do lão đạo không tốt, biết rõ việc này vô cùng nguy hiểm, lại vẫn nói cho tiểu sư phụ chuyện thi thể Lâm tiểu thiếu ra bị cướp đi. Khi đó ta và trưởng quỷ ly đều có lòng riêng, thật không phải với tiểu sư phụ, thiếu chút nữ hải tiểu sư phụ mất mạng. Bạch Nham nói rất thành khẩn, vẻ mặt lại vô cùng hối hận, làm người ta rất khó trách hắn. Tổng tố là người trong Phật môn sao có thể trách mắng ai, còn nữa lúc ấy cũng là chính hắn kiên quyết muốn tới. Nhưng Tổng tố cũng không phải là kẻ ngu dốt, không cố tình vạch trần chuyện Bạch Nham lợi dụng mình. Tổng tố chỉ nói, tiểu tăng hiểu đạo trường và trường quầy ly cũng không phải cố ý muốn hại ta, nhưng xin đạo trường và trường quầy ly có thể nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu chí cuối cho ta. Bạch Nham gật đầu, nói, đó là đương nhiên. Vẻ mặt trường Quỳ Ly vẫn bình tĩnh chấn định, thản nhiên nhìn Bạch Nham. Hắn sao có thể nói thật, bản lĩnh nói dối của lão đạo này có thể sánh với khả năng bắt yêu cao thâm của hắn rồi. Kẻ mang lâm tiểu thiếu ra đi là ma tên Thiên Khê, lão đạo từng nghe người ta nói, hắn thành ma đã mấy trăm năm, pháp lực sâu không lường được, mặc dù chưa bao giờ tự nhận mình là đứng đầu ma giới, nhưng trên thực tế ma giới vẫn luôn e sợ hắn lão đạo vắt óc suy nghĩ nhiều ngày thật sự không nghĩ ra trên đời này ngoại trừ thiên khê còn có loại yêu ma nào có thể khiến cho nữ bạt thành ma kiên kỵ như thế cho nên đã đi chung quanh tìm hiểu một phen biết được thiên khê muốn tới phong đô đúng là hướng ngày ấy nữ bạt đi đây không đơn giản chỉ là trùng hợp mà thôi nếu lão đạo đoán không sai chúng ta có hợp lực cũng không thể đối phó nổi thiên khê chỉ sợ thiên thần giáng thế cũng khó thu phục được ma này tổng tố cao mày hỏi đạo trưởng sao lại biết rõ ràng như vậy? Và sao lại biết thiên khê? Không dối gạt tiểu sư phụ, rất lâu trước kia lão đạo đã từng đến phong đô, ở nơi đó nghe được người ta nói. Mặc dù chưa bao giờ gặp hắn, nhưng nghe nói thiên khê hóa thành hình người, trên mu bàn tay trái có một ấn ký đặc biệt, rất dễ phân biệt. Thiên khê, vân nhai, trường quầy ly, trên người ba người đều có ấn ký hỏa luân giống nhau, chẳng những người thường không nhìn thấy được ấn ký này, ngay cả thần tiên thiên binh cũng không nhìn thấy, trừ phi chính bọn họ không che giấu ma tính trên người, để cho người ta thấy. Bạch Nham đã thấy ấn ký kia hai lần, lần đầu tiên là khi gặp trường Quỷ Ly đang bị Thiên Khê và Vân Nhai đuổi bắt. Thiên Khê sử dụng 10 thành pháp lực muốn bắt trưởng Quỷ Ly, ấn ký trên tay trái mới hiện ra lần thứ hai là khi Bạch Nham thừa lúc trưởng Quỷ Ly trọng thương, phòng ấn tinh nguyên của nàng, trên tay nàng cũng hiện lên ấn ký đó, sau này ấn ký không xuất hiện nữa. Bạch Nham lừa Tòng Tố không phải muốn hại hắn, Bạch Nham nói như vậy vì không muốn Tòng Tố nhận ra Thiên Khê, không muốn bọn họ phát sinh xung đột chính diện. Tòng Tố thông minh đến mấy, luận đạo hành pháp lực hay là tâm cơ đều không thể so với Thiên Khê. Đưa hắn đi phòng đô đã là mạo hiểm lắm rồi, sợ là sợ Tòng Tố lấy sức mạnh đánh địch mà mất luôn mạng nhỏ. Lúc trước Bạch Nham nhắc đến Thiên Khê với Tòng Tố, để hắn tới đất thuộc này là vì muốn mượn Tòng Tố giúp hắn và trưởng quầy ly tìm Thiên Khê nhưng không thể đánh rắn động cỏ. Thiên Khê và bọn họ có thể nói là kẻ thù lâu năm, không chỉ có pháp lực cực cao mà ma tính cũng rất mạnh, thủ thuật che mắt bình thường bọn họ dùng vốn không thể lừa được Thiên Khê. Bạch Nham có lẽ còn có thể lừa được, nhưng trưởng Quầy Ly và Thiên Khê là sư huynh muội mấy trăm năm, cho dù có thay ra đổi thì cũng chưa chắc thoát khỏi ánh mắt của Thiên Khê. Mà Tòng Tố tuổi còn trẻ chưa bao giờ tới đất thục, càng chưa từng đến phong đô, gương mặt này là ngụy trang tốt nhất của bọn họ. Tuy rằng lợi dụng Tòng Tố, nhưng Bạch Nham cũng đã bảo vệ hắn rất tốt, đỡ sinh tội nhiệt. Vậy vì sao Thiên Khê phải cướp di si thể tiểu thiếu ra Lâm Phủ? Vì sao phải đến Phong Đô? Tòng Tố hỏi, ta đi theo hướng đạo trưởng chỉ cho ta, cũng chưa chính mắt gặp được Thiên Khê này, nhưng dọc đường đi cũng gặp không ít yêu quái đều đang hướng về đất thục, nên cũng đi theo. Lần này núi tuyết tây lĩnh đất sung núi chuyển quần ma hỗ đấu đều là do Thiên Khê làm ra sao? Bạch Nham lắc đầu nói, ta cũng không dám khẳng định. Trước khi đi ta đã hỏi qua vài vị bằng hữu, bọn họ đa phần đều nghe phong thanh rằng tiên khê bỗng nhiên hiện thế muốn tới phong đô, sợ phong đô sẽ xảy ra chuyện lớn, vì thế có thể trốn đều trốn hết. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hoặc là sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ rằng phải đến phong đô mới có thể biết được. Tổng tố nghe Bạch Nham nói vậy, trong lòng cũng bồn chồn. Nếu thiên khê thực sự là yêu ma đáng sợ như thế, sao Bạch Nham và Trường Quỳ Ly không trốn ra xa, mà ngược lại lại lợi dụng hắn đi theo vô số manh mối tìm đến đất thục, rồi bỗng nhiên xuất hiện cứu hắn, còn muốn đến phong đô. Nếu thiên khê thực sự có đạo hạnh mấy ngàn năm, pháp lực sâu không lường được, như vậy chỉ bằng Bạch Nham, Trường Quỳ Ly và Tòng Tố cho dù có đến phong đô thì cũng có thể làm gì được thiên khê. Nếu nói trong lòng Tòng Tố không sợ hãi chút nào là giả, dù sao hắn cũng chỉ là một con người, vẫn là thiếu niên mới hai mươi mấy tuổi. Mặc dù hắn hàng yêu phục ma đã mấy năm, nhưng phong đô là yêu đô, là nơi yêu ma quỷ quái tụ tập. Cho dù có cộng số yêu quái nửa đời trước hắn hàng phục cũng không bằng số yêu ma trên đường cái phong đô, huống chi ở phong đô còn thiên khê mà ngay cả Bạch Nham và Trường quỷ Ly cũng phải kiêng rè. Tổng tố hơi hơi liếc nhìn Trường quỷ Ly, dường như tâm tư nàng cũng không ở đây, thần thái bình tĩnh thậm chí có chút thất thần. Mà Bạch Nham lại có vẻ như tình chân ý thiết, câu nào cũng là thật, nhưng Tổng tố nghe vào vẫn không hoàn toàn tin. Vì thế Tổng tố mở miệng hỏi vấn đề hắn đã nghi ngờ rất lâu, ý của đạo trưởng là không thể không đi phong đô. Đạo trưởng nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho ta biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm đúng không? Vậy trước khi đi phong đô xin đạo trưởng và trưởng quầy ly thẳng thắn nói cho Tiểu Tăng, rốt cuộc hai người là loại người nào? Tư tâm mà đạo trưởng vừa nói là chỉ cái gì? Tổng tố một câu đã hỏi tới trọng điểm, trưởng quầy ly nhìn Bạch Nham dường như là đang chế giễu hắn, hắn nói dối nhiều như vậy, lúc này phải nói dối thế nào để lừa tiểu hòa thượng này đây? Cẩn thận nghĩ lại, ở cùng Bạch Nham hai ba trăm năm, cuộc sống của bọn chính là những lời nói dối. Bọn họ không ngừng di chuyển khắp các thành trấn châu phủ, mỗi nơi lại tạo một thân phận bối cảnh khác nhau, thứ duy nhất không thay đổi chắc chỉ có cửa hàng quan tài kia và dung mạo trường quầy ly thôi. Bạch Nham vẫn luôn phê bình kín đáo dung nhan trẻ mãi không già của nàng, nhưng nàng vẫn luôn làm theo ý mình. Lâu ngày, Bạch Nham cũng dần dần phát hiện khuôn mặt này gần như là cố chấp duy nhất của nàng, vẻ xinh đẹp kia, rực rỡ kia, thanh tú kia vĩnh không phai, dường như là đang đợi ai đó nhìn thấy nàng là có thể nhận ra nàng, hoặc là nàng không muốn bị thời gian lãng quên. Ánh mắt Bạch Nham và Trường Quầy Ly chạm vào nhau, hắn bỗng nhiên thu hồi ánh mắt cục mi mắt xuống, nói tiểu sư phụ cho rằng chúng ta là loại người nào. Tổng tố sừng sốt, Bạch Nham lại đẩy vấn đề về cho hắn, hắn nghĩ sao? Hắn nghĩ Bạch Nham và Trường Quỷ Ly không phải là người bình thường, kỳ lạ, thần bí, không rõ là chính hay tà, thiện hay ác. Bạch Nham lại cười, nói, muốn nói rõ lai lịch của ta và Trường Quỳ Ly thật sự không dễ dàng, nói tiểu sư phụ cũng chưa chắc đã tin. Huống hồ hai chúng ta cũng không muốn bị người khác biết, mỗi người đều có bí mật không muốn bị người ta biết, điểm này xin tiểu sư phụ lượng giải. Bạch Nham đứng dậy chắp tay ra sau lưng, đi thong thả hai bước, tiếp tục nói, nói như vậy đi, ta và trường Quỳ Ly đều sớm không phải người phàm, nhưng cũng không phải yêu ma linh tinh gì gì đó, tiểu sư phụ xin cứ yên tâm. Chúng ta ẩn thân trong thành là vì tránh né một vài người. Ví dụ như sợi dâu rồng kia, nếu để người ta phát hiện chắc chắn sẽ lại dẫn đến kiếp nạn. Bạch Nham nói câu sớm không phải người phàm rất nhẹ nhàng đơn giản, lại khiến tòng tố nhíu mày, nhưng thật ra trong lòng cũng không quá kinh ngạc. Nếu bọn họ là người phàm hắn mới không thể tin nổi. Thành Vũ còn đang ngẩn ra nhìn trường quầy ly, nghĩ rằng cô gái xinh đẹp như vậy là thần tiên tỷ tỷ mới đúng. Điều khiến Tòng Tố thực sự không rõ là Bạch Nham nói những lời này có dụng ý gì, rốt cuộc bọn họ muốn tránh né ai, tránh né chuyện gì, sợi dâu rồng kia là có ý gì. Trường quầy ly tiếp lời giải thích nói, rồng đứng đầu trong tứ thần thú, trong đó ứng long là mạnh nhất, sợi dâu rồng dùng để xuyên chuỗi trì châu của ngươi là dâu của ứng long. Nhưng khoảng 500 năm về trước, không biết vì sao ứng long bị ngọc đế hạ lệnh xử tử, cũng do Đông Hải Long vương tự mình hành hình. Từ đó về sau ứng long biến mất khỏi tam giới, dù vậy, thần lực của ứng long vẫn tồn tại đến đời sau. Một sợi dâu rồng, một mảnh vảy rồng, một tắc xương rồng đều có thể luyện ra pháp khí vô cùng lợi hại. Nếu có thể sử dụng thành thục, lên trời xuống đất, mở núi lấp biển, Thậm chí giết thần diệt ma cũng là chuyện dễ dàng. Tổng tố nhìn chỉ Châu trong tay, nói, nói như trường quầy ly, chẳng phải ta đang nắm trong tay tánh mạng chúng sinh thiên hạ sao? Có thể nói như vậy. Tổng tố bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như bị đè ngàn cân, ép hắn không thở nổi, nghi ngờ nhìn Bạch Nham. Sao Bạch Nham lại có được sợi dâu rồng này? Vì sao lại đưa sợi dâu rồng này cho hắn? Bạch Nham nói, ta đưa sợi dâu rồng này cho tiểu sư phụ đương nhiên không phải muốn tiểu sư phụ gặp phiền toái. Nhưng chỉ sợ tiểu sư phụ còn chưa rõ mình đang phải đối mặt với kẻ địch như thế nào thôi. Nơi tiểu sư phụ sắp đến vô cùng nguy hiểm, có sợi dâu rồng này phòng thân sẽ tốt hơn. Huống chi Phật Châu của tiểu sư phụ vốn là pháp khí cực hiếm thấy, dùng dâu rồng để sâu đúng là được trời yêu ái. Trước giờ ta giữ sợi dâu rồng này cũng chỉ phí của trời, không bằng tặng tiểu sư phụ sẽ có giá trị hơn. Hy vọng thành vũ cô nương sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai. Thành vũ yên lặng nghe bọn họ nói nhiều như vậy, rất nhiều chuyện nàng không hiểu lắm, nhưng trong lòng cũng loáng thoáng hiểu những lời họ nói đều là những việc hết sức nguy hiểm. Lúc trước Bạch Nham và trưởng Quầy Ly đột nhiên xuất hiện không chỉ cứu Tòng Tố còn cứu Bạch Bạch, nàng rất đương nhiên cho rằng hai người bọn họ đều là người tốt, vì thế gật đầu, đáp, ta xin thề với trời tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai. Bạch Nham gật đầu, nói trở lại chuyện chính, thân phận thật của ta và trường Quỷ ly mặc dù không tiện nói ra, nhưng nếu đã đến đất thuộc này, ngồi đối mặt với tiểu sư phụ ở nơi đây, vậy có một số việc ta sẽ không giấu giếm. Ta và trường Quỷ ly quyết định đi phong đô một chuyến, xin tiểu sư phụ làm tiên phong cho chúng ta. chương 18, Hải thần Bột Hải Thành quỷ phong đô, khu vực nằm giữa sinh tử, không thuộc dương gian, cũng không phải âm phủ, diêm vương mặc kệ, thần tiên không quản, người phàm không thể dễ dàng ra vào, yêu ma cũng không thể tùy ý lui tới. Phòng đồ quả thực là nơi long xà hỗn tạp, thần, ma, tiên, yêu quái, tinh linh, quỷ, người, chúng sinh tam giới đều có thể sống trong đó. Nếu không có bạch nham chỉ điểm, chỉ sợ tòng tố có tìm cả đời cũng không sờ đến được tường thành phong đô. Tuy lời bạch nham thật giả khó phân biệt, trong lòng tòng tố cũng loáng thoáng hiểu được một chút. Bạch Nham không có ác ý với hắn và Thanh Vũ, nhưng cũng khó có thể khẳng định hắn là người tốt. Chính hắn cũng thừa nhận hắn và trường Quầy Ly không là người phàm, nhưng không nói rõ ràng. Thần bí như thế đương nhiên hơn phân nửa không phải chuyện tốt. Tuy không thể tin Bạch Nham, nhưng Tổng Tố vẫn đồng ý làm tiên phong cho Bạch Nham đi tìm hiểu về phong đô. Hắn biết Bạch Nham lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn đến đây cũng giống như hai tháng trước khi hắn nghe được những lời Bạch Nham nói mà đuổi theo thiên khê đến đất thục, cho dù là yêu ma phương nào, cho dù hung hiểm đến mức nào, Tổng Tố cũng tuyệt đối không cho phép mình nửa đường chạy trốn. Nếu muốn nói hắn ngu ngốc, vậy hắn chính là ngu ngốc cam tâm xả thân vì nghĩa, lấy mệnh vệ đảo. Chàng đã lên đỉnh, nơi hoang vu giã ngoại yên tĩnh âm trầm, Tổng Tố, Thanh Vũ chậm rãi đi, bạch bạch bên người theo sát họ. Sao rồi, có tìm được không? Thanh Vũ hỏi. Tổng Tố nói, hẳn là gần nơi này thôi. Thanh Vũ cô trở về đi, Phong Đô cũng không biết là nơi quỷ quái gì, cô không cần thiết theo ta vào nơi nguy hiểm. Ta muốn đi, Thanh Vũ kiên quyết nói, không phải đạo trưởng đã nói rồi sao, giờ ở thuộc yêu ma vô số, dù sao cũng không an toàn. Ta có bạch bạch bảo vệ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Này tây lĩnh xác chết khắp nơi, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai đã phá hủy nhà của ta. Hơn nữa, tuy người có Phật Châu hộ thân nhưng cũng chỉ là người phàm, không nghe hiểu được ngôn ngữ của chim thú giống ta, đi đến phong đông ngươi còn cần ta giúp đấy. Đi thôi đi thôi, người cũng đừng mong đuổi ta đi, ta nhất định phải tới phong đô. Tổng tố thở dài, không nói được gì. Theo như lời Bạch Nham, Tổng tố và Thanh Vũ ở trong rừng đợi cho đến giờ tí từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng theo ánh trăng đi tìm một gốc cây hòe đã khô héo một nửa chờ đến khi tòng tố tận mắt thấy cây hòe cổ thụ này hắn mới biết được cái gì là khô héo một nửa cây hòe cổ thụ này vô cùng cao lớn phải bốn năm người ôm cây hòe có một nửa bộ dễ trồi lên mặt đất lan ra xa mấy trượng trên thân cây gần gốc có một cái động cao cỡ nửa người bên trong tối như mực nhưng cây hòe này cành lá lại vẫn sum xuê rậm rạp bạch nham nói tìm được cây hòe già rồi hãy chờ cho đến khi cây này toàn hoàn khô héo tòng tố lại càng không hiểu bộ rễ trồi khỏi mặt đất, thân cây có động, cây cổ thụ này còn sống được đã là kỳ tích, nhưng muốn một cái cây đã khô héo một nửa trong một đêm hoàn toàn héo rũ là có ý gì. Thành Vũ cũng không hiểu, chỉ có thể cùng Tổng Tố ngồi sang một bên chờ. Không bao lâu, Bạch Bạch bỗng nhiên khẽ kêu vài tiếng, Thành Vũ và Tổng Tố lấy lại tinh thần nhìn cây hòe. Ánh trăng chiếu lên thân cây, trên mặt đất hiện ra một cái bóng thật lớn. Cái bóng dần dần lan ra, ánh trăng giống như xuyên qua cành lá xanh um tươi tốt của cây hòe, cho đến khi cái bóng trên mặt đất chỉ còn lại hình dáng của một cái cây khô. Hai người đều sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn rõ ràng cành lá của cây hòe kia vẫn còn mà. Bạch Nham nói, đợi cho cây hòe hoàn toàn héo rũ, có thể thấy đường đến phong đô. Hiện tại bóng cây hòe đã hoàn toàn héo rũ, nhưng đường đến phong đô ở đâu? Tòng Tố và Thanh Vũ nhìn nhau, đi quanh cây hòe hai vòng, nhưng không thấy bất cứ con đường nào lúc này bạch bạch kêu hai tiếng cắn căn ống quần thanh vũ chỉ hướng cho bọn họ Cái động tối om trên thân cây giường như hơi khác vừa nãy hốc cây đen như mực giường như trở nên sáng người mơ hồ có thể thấy bóng sáng trắng đây là lối đi đến phong đô sao tòng tố ngạc nhiên hỏi Thanh vũ kéo tòng tố tới gần cái động nói đi vào xem chẳng phải sẽ biết sao bạch bạch đi theo sau hai người vào hốc cây bọn họ chỉ bước một bước mà giống như vượt qua hai thế giới quay đầu lại nhìn vẫn là con đường nhỏ kia nhưng cây hòe già đã sớm biến mất trong sơn cốc núi tuyết tây lĩnh trưởng quầy ly và bạch nham ngồi ở bên đống lửa nói chuyện câu có câu không thanh vũ người cảm thấy nàng là cái gì trưởng quầy ly hỏi bạch nham khẽ lắc đầu nói không biết nhưng chắc chắn không phải người phàm cũng không phải yêu linh ta thấy ngay cả chính nàng ta cũng không biết mình là cái gì hóa thành hình người. Người cảm thấy nàng không nói dối à? Trưởng quầy li mím môi cười, nói, cũng phải, đối mặt với đại thần nói dối như ngươi, nàng sao có thể lừa được? Không chế nhạo ta một ngày thì nàng không vui à? Bạch Nham bất đắc dĩ cười cười. Người cho nàng ta đi theo tòng tố là muốn thử nàng à? Nếu nàng ta thật sự chỉ là con người biết thú ngữ bình thường thì sao? Vào phong đô, ngươi không sợ nàng ta sẽ thành thức ăn cho kẻ khác sao không phải có bạch bạch bảo vệ rồi sao bạch nham dường như không lo lắng chút nào nói báo tuyết kia cũng không phải loại lương thiện gì đến lúc đó ai là thức ăn cho ai còn chưa biết đâu còn nữa thanh vũ đi cùng tòng tố nàng cũng không yên tâm sao thật ra muốn biết thanh vũ có lai lịch thế nào cũng không khó điều tra con báo kia là sẽ có thu hoạch trưởng quầy ly nói Báo tuyết này ít nhất cũng có sáu bảy trăm năm đạo hành, muốn hóa thành hình người là chuyện dễ dàng, nhưng nó cố tình muốn dùng nguyên hình bảo vệ bên người thanh vũ, chắc là muốn để thanh vũ tin nàng ta cũng chỉ là người phàm mà thôi. Lừa được thanh vũ chưa chắc đã lừa được những người khác, yêu linh khác. Nơi này gần phong đô như vậy chắc chắn sẽ có người biết được chút gì đó. Bạch nham nhìn khóe môi trường quầy ly thoáng để lộ ra ý cười, hỏi nàng muốn làm thế nào. Đi hỏi thăm tình huống. Dù sao cũng hơn là ngồi lì trong sơn cốc này. Bạch Nham thở dài, nói, đi sớm về sớm. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, Tòng Tố sẽ không trở về nhanh như vậy đâu, ngươi rảnh rỗi thì về nhà một lát, ta không yên tâm lắm. Có tiểu tuyển trông nhà và cửa hàng, nàng còn không yên tâm cái gì? Tóm lại là trong lòng ta lo lắng, ngươi cứ về nhìn một cái là được. Được rồi, vậy ta về xem sao. Bạch Nham vừa dứt lời, trong sơn cốc không còn chút tiếng động nào, chỉ có đám lửa kia vẫn cháy, hai người đã hóa thành gió biến mất. Bạch Nham cũng không lo lắng tiệm quan tài hoặc phủ trạch xảy ra chuyện gì. Thứ nhất là có đỗ tiền chăm lo, thứ hai là hắn và trường Quầy Ly đã lập kết giới trong ngoài viện, muốn giải kết giới của bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn vẫn quay về một chuyến, nếu trường Quầy Ly không muốn hắn ở lại núi tuyết Tây Lĩnh làm vướng chân vướng tay, thì hắn trở về là được mặt khác chính hắn cũng có chuyện phải đi kiểm chứng, mà việc này đương nhiên hắn không muốn trưởng quầy ly biết. Hắn đi xa ngàn dặm từ đất thuộc vòng đến bột hải, lén viếng thăm hải thần nương nương. Hôm nay thời tiết bột hải âm u, qua giờ thìn từ 7 giờ 9 giờ sáng, sắc trời mới dần sáng lên, dường như là trời muốn mưa rồi. Bạch Nham đứng ở bờ biển bột hải, rút ra cây tiêu làm bằng xương trắng đặt ở bên môi thổi vài điệu, khi làn điệu còn chưa thổi xong người hắn cần tìm đã tới bên cạnh hắn sao huynh lại tới đây? Hải thần nương nương bột hải chính là tam công chúa Đông Hải Long Vương, huyết thống thuần khiết thần lực thâm hậu, 300 năm trước được ngọc đế khâm điểm trường quản bột hải. Bỏ qua thần cấp, huyết thống của nàng, giờ phút này người đứng ở bờ biển bột hải, đứng ở bên cạnh Bạch Nham là một cô gái trẻ chỉ khoảng 20 tuổi. Cô gái mặc một bộ quần áo trắng thanh lịch mà cao quý, dung nhan tuyệt mỹ người phàm tất nhiên không thể sánh bằng chẳng qua khi nàng đối mặt với bạch nham sắc mặt cũng không tốt lắm, mày hơi hơi nhân lại, thần thái trong mắt phức tạp khó hiểu, không biết là giận dữ hay kinh ngạc. Lâu rồi không thấy, không ngờ muội chẳng thay đổi tẹo nào. Bạch nham cười nói, còn huynh lại thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa muội đã không nhận ra rồi. Khẩu khí của nữ thần không tốt. Trong lời nói ẩn chứa giận dữ và châm biếm bộ dạng vừa già vừa xấu này của huynh là muốn cho ai xem huynh cho rằng huynh già đi thì huynh chính là người phàm sao. Cũng đúng, trước giờ huynh vẫn thích lừa mình dối người. Bạch Nham nghe nàng mắng mỏ châm chọc mình nhưng lại không tức giận chút nào, vẫn vui vẻ tươi cười. Dường như tất cả những cô gái có chút quan hệ với Bạch Nham đều thích châm chọc hắn, giống như trưởng quầy ly, luôn dùng lời nói đả kích hắn. Thôi, huynh muốn làm gì thì làm. Nữ thần nghĩ nghĩ lại hỏi, huynh tới đây làm gì? Mấy trăm năm nay không phải huynh trốn bọn muội còn không kịp sao? Sao lần này lại tự động tới cửa vậy? Ta tới là muốn hỏi thăm muội một việc. Hỏi thăm? Nữ thần nghi ngờ nhìn hắn một cái, cười nói, kỳ lạ thật, không phải phải huynh muốn làm người phàm sao? Nơi này của muội có gì khiến huynh quan tâm vậy? Doanh chi, Bạch Nham cắt đứt lời nàng, nói, nếu có thể tránh, huynh tuyệt đối sẽ không trở về. Lúc này có chuyện hệ trọng muội nhất định phải giúp huynh. Doanh Chi, đúng là tục danh của Hải Thần Nương Nương Bột Hải, Tam công chúa Đông Hải. Trong tam giới rất ít người biết đến cái tên này, mà người gọi nàng như vậy lại càng ít. Chợt nghe Bạch Nham gọi tên nàng như vậy, Doanh Chi cứng đờ, dường như trong nháy mắt nàng hơi khó khống chế tình cảm trào lên trong lòng. Hừ, muội giúp huynh quá nhiều, mới, Doanh Chi nói đến bên miệng lại nghẹn về, ngược lại hỏi, có việc hỏi mau hỏi xong thì đi nhanh huynh muốn biết có phải đông hải đã xảy ra chuyện gì không vì sao lại hỏi như vậy muội không thấy gần đây thời tiết rất lạ sao không phát hiện có gì không ổn sao bạch nham vừa nói như vậy trong lòng doanh chi mới bắt đầu cảm thấy có chút không ổn một năm trở lại đây thời tiết quanh bột hải càng ngày càng khó khống chế khi tốt khi xấu nếu nàng không tự mình thi pháp khống chế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn Nàng vốn không để chuyện này ở trong lòng, dù sao nàng cũng là Hải thần Bột Hải, trời muốn mưa muốn thổi gió còn phải xem tâm tình Vũ sư thần gió. Hôm nay nghe Bạch Nham hỏi như vậy, nàng mới bắt đầu cảm thấy thời tiết hôm nay dường như biến hóa quá nhanh. Về phần Đông Hải có phải cũng xảy ra tình trạng tương tự hay không, doanh chi cũng không rõ lắm. Nàng rời khỏi Đông Hải đã 300 năm, trong 300 năm này nàng chưa từng rời khỏi Bột Hải, hai nơi bình thường cũng không liên hệ tin tức nhiều lần cuối nhìn thấy cha và anh là ở Ngọc Kinh tham kiến Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu. Huynh nghe nói được gì sao? Doanh Chi hỏi. Bạch Nham lắc đầu, nói, không phải đơn giản là nghe nói, mà là gặp. Bạch Nham kể sơ lược những việc lạ gần đây cho Doanh Chi, lược bất chuyện trường Quỳ Ly, bọn họ từng giao đấu với Thiên Khê và Vân Nhai, lại nói, muội biết Huynh không thể sử dụng pháp thuật quá lớn, rất nhiều chuyện cũng không tiện nhúng tay. Huynh tới là muốn hỏi thăm muội chút chuyện, muội không biết vậy coi như huynh đến cảnh báo muội muội sai người về đông hải một chuyến đi thuộc cách bột hải và đông hải khá xa có lẽ là huynh lo lắng quá nhiều thôi cửu châu tuy lớn nhưng cũng rút dây động rừng huống chi quần ma đột nhiên nổi dậy tất sẽ có đại loạn chỉ sợ đông hải cũng khó có thể chỉ lo thân mình bạch nham nói đã biết huynh đi đi doanh chi gật gật đầu nói nếu có thể điều tra ra cái gì muội sẽ nghĩ cách thông báo cho huynh bạch nham còn định nói cái gì cuối cùng lại không nói ra miệng không nói lời từ biệt đã đi luôn chuyện tới thật đúng dịp bạch nham vừa từ bột hải trở lại tiệm quan tài phiền toái đã tới cửa vị đại nhân này trường quầy nhà ta thật sự không ở trong thành bạch nham còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng đỗ tuyền vậy có phải nơi này còn có một đạo trưởng đạo hiệu bạch nham không xin mời đạo trưởng ra đây khách đến hỏi bồn tiệm quả thật có vị đạo trưởng Bạch Nham, nhưng đạo trưởng Bạch Nham cũng không phải người làm trong tiệm, có tới hay không cũng phải tùy vào ngài ấy, chuyện này không ai dám khẳng định. Hơn nữa đạo trưởng Bạch Nham là người tu đạo, không bị phàm trần thế tục ràng buộc, trong khi chúng ta nói chuyện này biết đâu ngài ấy đã chạy tới núi Vũ Di rồi ấy chứ. Nếu vậy, ta đây sẽ không quấy dày, nơi này có tấm tiệp mời, đại nhân nhà ta mở tiệc chiêu đãi ông chủ tiệm, giờ tuất sơ khắc từ 7 giờ đến 9 giờ tối hôm nay hồng hồ sơn trang ngoài thành. Khách đến để lại thiệp mời rồi rời đi. Bạch Nham nhìn người đi xa, mới đi vào tiệm, hỏi đỗ tuyển rõ ràng mọi chuyện. chương 19, một mình điều tra hồng hồ trang. Lão đảo, sao người đã về rồi? Đỗ tuyển tiễn bước vị khác phiền toái kia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bạch Nham bước vào trong tiệm. Vừa rồi là ai vậy? Người từ Kinh Thành, Đỗ Tuyền đưa thiệp mời cho Bạch Nham, giải thích lần trước ngươi giúp trường quỳ đuổi bùi đông vũ chẳng phải đã nói ngươi là tướng công của trường quỳ ly còn lấy khối ngọc bài hoàng thượng ban cho để bịt miệng bùi đông vũ còn gì không biết bùi đông vũ nói việc này với ai mà lại truyền đến tai hoàng thượng hoàng thượng phái giám quan tư thiên đến mời đạo trưởng bạch nham vào chiều bạch nham vừa nghe đỗ tuyền giải thích vừa mở thiệp mời ra trên thư viết mùng 2 tháng 10, giờ tuất sơ khắc hồng hồ sơn trang ngoài thành xin đợi đại giá mời khanh một cùng gia quyến không ghi là khoản, hai. Một khanh ở đây chỉ là cách xưng hô tôn trọng. Hai là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, thư từ. Bạch Nham nhìn tiệp mười nhíu mày hỏi, là ai trong tư thiên dám đến? Dám chính thành đàm. Thành đàm là ai? Bạch Nham rời khỏi kinh thành đã lâu, quan viên trong chiều thay đổi hắn cũng không rõ. Chỉ nhớ năm đó khi bọn họ rời đi dám chính tư thiên dám là một tên béo ục ịch họ lưu. Đỗ Tuyền lắc đầu nói, không biết, giờ cách giờ tuất còn một đoạn thời gian, có cần ta đi hỏi thăm một chút không? Ừ, đi nhanh về nhanh. Bạch Nham bỏ thiệp mời vào trong tay áo, nghĩ rằng, trên thư tuy viết mời khanh cùng gia quyến, nhưng hắn tạm thời chưa muốn trường quầy ly biết chuyện này, ít nhất là trước khi hắn biết rõ thành đàm này là loại người nào, chưa cần gọi trường quầy ly từ thục về. Huống hồ Tòng Tố và Thanh Vũ ở phong đô còn chưa biết thế nào, trước mắt thiên khê mới là chuyện quan trọng nhất một tư thiên giám nho nhỏ bạch nham hắn còn chưa để vào mắt. Hồng Hồ Sơn Trang là sản nghiệp bùi gia, lại để một vị khách như Thành Đàm làm chủ mở tiệc chiêu đãi bạch nham, có thể tưởng tượng Thành Đàm là khách quý bậc nào. Trong đó 89 phần 10 là nề mặt người cậu làm tướng gia của bùi đông vũ. Nhưng một giám chính tư thiên giám nhỏ nhoi có thể khiến đường đường tề tướng để mắt, cũng là chuyện kỳ lạ. Bạch Nham ngồi trong nội đường tiệm quan tài uống một chén trà, Đỗ Tuyền đã hỏi thăm tin tức trở về. Đỗ tuyển chân trước vừa mới vào cửa, chân sau còn chưa chạm đất, đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, lão đạo lão đạo, ta tra được, thành đàm kia từng tu hành ở núi Vân Đài, là đệ tử quan môn của đạo trưởng Minh Dục. Năm năm trước nhập thế tu hành nhưng người này vừa xuống núi đã trực tiếp vào kinh. Chưa tới hai tháng đã được khâm điểm làm giám phó tư thiên giám, chưa đến nửa năm đã hạ bệ giám chính. Giờ hắn là hồng nhân bên người hoàng thượng, hoàng thượng có ý chỉ, thành đàm diện thánh được miễn quỳ lại thành đàm không cần chịu cũng được phép tự vào hành cung, thậm chí hoàng thượng vì lo thành đàm tuổi nhỏ thân thể gầy yếu mà để thành đàm dùng xe thay đi bộ. Văn võ bá quan cả chiều không ai không đỏ mắt, vội vã nịnh bợ hắn. Tiểu tuyền nói trọng điểm, thành đàm này rốt cuộc có năng lực gì mà khiến hoàng thượng coi trọng hắn như thế? Bạch Nham nghi ngờ nói, vân đài chính là danh sơn đạo gia thiên hạ đệ nhất, đạo trưởng minh dục lại là trưởng giáo huyền tông giáo, là một trong số ít cao nhân tu hành đắc đạo. Chỉ bằng hai điểm này, thành đàm muốn mua quan bán chức ở trong triều cũng không có gì khó khăn. Nhưng muốn hoàng thượng tín nhiệm, kính trọng, yêu ái như thế cũng không dễ, người này tất có chỗ hơn người. Người nói không sai, thành đàm này quả thật là có chút năng lực. Đỗ tuyển nói, hắn vào triều chuyện đầu tiên là trình tấu xin hoàng thượng tế trời, cũng xây dựng đê sông hoài để ngừa lũ lụt. Hoàng thượng vốn là nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn hạ chỉ phòng lụt hai tháng sau sông Hoài quả thật xảy ra lũ lụt, may mắn đê đập xây dựng đúng lúc nên thiệt hại không nghiêm trọng lắm. Qua lần đó, Hoàng thượng liền vô cùng coi trọng thành đàm, lập tức thăng trước cho hắn. Sau lại liên tiếp để thành đàm sóc quẻ bói toán, nhưng thành đàm làm cao, nói cái gì mà thiên ý khó dò nếu mọi chuyện đều sóc quẻ bói toán tiết lộ thiên cơ, chắc chắn sẽ gặp tai ương bất lợi cho Hoàng thượng chỉ quốc an bang. Vì thế mỗi tháng chỉ xem cho Hoàng thượng ba quẻ, cắt hung tuyệt đối không thể tiết lộ cho người thứ ba biết hoàng thượng cũng đáp ứng yêu cầu của hắn. Qua vài lần, hoàng thượng muốn hắn sóc khỏe đều vì xô cắt tị hung cho hoàng thượng, hoàng thượng càng tin tưởng thành đàm. Thế cho nên sau này dù thành đàm cao ốm bãi chiều, đi xe vào cung, diện thánh không quỳ, cho dù thành đàm thị sủng mà kêu như thế, nhưng vinh sủng vẫn không suy, được ban thưởng không ngừng. Hoàng thượng còn ban thưởng một tòa phủ đệ cho hắn, thậm chí còn khâm điểm hai vị ngự y thường chú ở đó chuẩn bị khi cần gấp biểu hiện của các đại thần trong triều thì khỏi phải nói, ban đầu cũng không đồng ý, sau đó là thử hỏi thăm, tiếp theo là chất vấn ngăn cản, cuối cùng là nịnh bợ lấy lòng. Chỉ ba năm ngắn ngủn, kinh thành đã đổi chủ. Ai, lão đạo, người nói thành đàm này liệu có phải yêu ma gì đó hạ mê hồn chú cho hoàng thượng không? Bạch Nham lắc lắc đầu, nói ta biết nói hoàng thượng không phải là quân chủ ngu ngốc vô đạo, mặc dù có hơi quá tin Phật, chuyện gì cũng muốn sóc quẻ, xem thẻ, bốc cắt hung, xem vận thế, nhưng còn không đến mức không phân biệt được thiện ác. Huống hồ những năm gần đây thiên hạ thái bình mưa thuận gió hòa, thành đàm này dường như không lợi dụng lòng tin của Hoàng thượng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì. Theo ý ngươi, thành đàm này có lẽ giống Tòng Tố là người cực kỳ có tuệ căn thiên phú sao? Nếu những gì ngươi điều tra được là thật, vậy thành đàm cũng không chỉ là người phàm cực kỳ có thiên phú thôi đâu, đạo hạnh của hắn hẳn là cao hơn Tòng Tố rất nhiều, mới có thể biết thiên ý định nhân sự. Là thật, đương nhiên là thật, ta hỏi nữ thần quan Lạc Thủy và Thổ Địa Công Kinh Thành, bọn họ nói không khác nhau là mấy, cho nên không thể giả được. Bạch Nham Trầm Tư một lát, nói chỉ sợ thành đàm này không đơn giản, để ta đi gặp hắn. Vậy trường Quầy Ly thì tính sao? Dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, sau 12 canh giờ tòng tố phải rời khỏi phong đô tập hợp cùng bọn họ, từ giờ đến lúc đó còn mấy canh giờ nữa, chỉ sợ trường Quầy Ly đã quay lại Sơn Cốc bên trưởng quầy ly ta sẽ nghĩ cách thông báo cho nàng bạch nham phân phó đỗ tuyền nói tiểu tuyền ngươi thay ta đi xem nàng chỉ cần nhìn một cái bảo đảm nàng không sao là được nàng đỗ tuyền còn chưa kịp phản ứng xem nàng là ai bạch nham gật đầu vẻ mặt không khỏi để lộ ra chút yêu thương và bất đắc dĩ đỗ tuyền lập tức hiểu ra nàng là ai vì thế đáp biết rồi ta sẽ đi bạch nham đi tới đi lui trong phòng hai vòng lấy từ trong tay áo ra một tấm đạo phù, lẩm bẩm gì đó rồi thổi lên đạo phù, đạo phù bỗng biến mất. Tờ đạo phù vừa biến mất kia sẽ mang theo lời nhắn của Bạch Nham trở lại sơn cốc núi tuyết Tây Lính, nói cho trường quầy ly hắn có việc chậm trễ. Đỗ tuyển đứng bên nhìn Bạch Nham, trong lòng âm thầm nghĩ đến người kia. Bạch Nham, trường quầy ly, đỗ tuyển, ba người sống cùng nhau 300 năm, cho dù đều có bí mật không muốn bị người khác biết, nhưng lâu dần cũng có thể tự đoán được bảy tám phần, chỉ là không nói ra mà thôi. Bạch Nham vẫn luôn bảo vệ, nàng ta, suốt 300 năm, đã sớm không còn là bí mật. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nói đến chuyện này, chưa từng nói cho bất cứ kẻ nào nàng là ai, vì sao Bạch Nham phải bảo vệ nàng ta qua vài kiếp luân hồi, nhưng Trường Quầy Ly và Đỗ Tuyền đều biết, nàng ta nhất định là người vô cùng quan trọng của Bạch Nham. Trường Quầy Ly nói, Bạch Nham yêu nàng, chẳng qua Đỗ Tuyền vẫn không thể hiểu được từ yêu giải thích thế nào. Đỗ Tuyền nghĩ, nàng ta chẳng qua là một người phàm, đã sớm luân hồi mấy đời. Cho dù nàng từng là người Bạch Nham, nhưng vật đổi sao rời, lấy tu vi của Bạch Nham đáng lẽ phải hiểu nàng ta đã sớm không phải nàng lúc đầu nữa rồi, nàng ta căn bản không cần Bạch Nham yêu và bảo vệ. Chính như trưởng Quầy Ly đã nói, không phải Bạch Nham yêu quá lâu, mà là cha tấn chính mình quá lâu. Trưởng Quầy Ly hiểu được, nhưng Đỗ Tuyền không hiểu, thời gian nói cho bọn họ biết bản thân họ chính là một loại cha tấn, một loại giam cầm. Bạch Nham cầm theo thiệp mời đi dự tiệc, sau đấy Đỗ tiền cũng rời khỏi cửa hàng. Đứng từ xa nhìn thoáng qua đứa bé gái mới ra đời không lâu, người mà Bạch Nham vẫn không nỡ bỏ rơi. Trạng vảng, ngoại ô hồng hồ Sơn Trang. Bạch Nham dùng bộ dạng tuấn lãng văn nhã, thân phận trưởng phu của trường quầy ly đến hồng hồ Sơn Trang. Mới đến cửa Sơn Trang, nhìn tấm biển treo trên khung cửa cao lớn hắn lại có chút trầm ngâm đang nâng tay chuẩn bị gõ cửa, cửa chính lại tự động mở ra. Trong cửa là một đứa bé giữ cửa khoảng 15-16 tuổi, đánh giá Bạch Nham từ trên xuống dưới một lượt, nói, ngài là khách thành đại nhân nhà ta mời đến sao. Đại nhân nói, ngài sẽ đúng giờ theo lời mời mà đến, sai ta chờ sẵn ở cửa. Bạch Nham hơi sừng sốt, cười cười nói, thành đại nhân thật có lòng, đây là thiệp mời. Đứa bé giữ cửa dùng hai tay nhận thiệp mời, cung kính mời Bạch Nham vào trong trang. Hồng Hồ Sơn Trang có tiếng cảnh sắc tuyệt đẹp như hỏa, như tiên cảnh nhân gian, vốn là biệt viện của Hoàng đế Tiền Triều, sau bị bỏ hoang. Đã từng có không ít văn nhân nhà thơ, học sĩ Uyên Bác tới trang viện hoang vắng này thương kim hoài cổ. Mười năm trước bị bùi ra mua lại tu chỉnh đổi mới hoàn toàn, triệu tập mấy trăm thợ thủ công từ trong thành lẫn các thôn trấn xung quanh sửa chữa, mất hai năm mới hoàn thành, là chuyện oanh động nhất năm đó cột trụ khắc hoa lan tinh xào khéo léo, hành lang gấp khúc uốn lượn vô cùng thanh nhã, đình viện đan sen thanh tịnh, đẹp đẽ hợp lòng người. Bạch Nham đi theo thằng bé giữ cửa, cũng không có lòng thưởng thức cảnh đẹp trong trang. Trong trang vô cùng thanh tính, suốt dọc đường bọn họ không gặp bất cứ hạ nhân nào, xem ra bùi gia đã dâng cả sơn trang này cho thành đàm rồi, ngay cả thị vệ, hạ nhân cũng không thấy. Bạch Nham càng tò mò về người tên thành đàm này, rốt cuộc hắn là loại người gì? thành đàm phái người đến tiệm quan tài, mang theo thiệp mời, nhưng trên thiệp mời không viết cụ thể là mời ai, cũng không có lạc khoản. Dường như hôm nay người đến là trưởng Quầy Ly, là Bạch Nham, hoặc là tướng công giả mạo này đều như nhau. Nhưng câu cuối trong thiệp mời là mời khanh cùng gia quyến hiển nhiên là tỏ vẻ người được mời là chủ nhân tiệm quan tài phố Tây. Thành đàm vốn muốn mời ai tới? Sao lại tự tin rằng nhất định sẽ có người tới? Còn biết hắn sẽ tới Hồng Hồ Sơn Trang đúng giờ, cũng sai tiểu đồng ra mở cửa chờ hắn. Thành đàm này thật sao có thể bấm đốt tay tính sao? Bạch Nham hơi nhếch khóe môi, làm sao có thể, cho dù là thần tiên đại la cũng không thể biết mệnh số của hắn. Cho dù thành đàm có bản lĩnh hiểu rõ thiên cơ, cũng tuyệt đối không thể tính ra Bạch Nham. Tiểu đồng đưa Bạch Nham vào trong viện, trong viện có nhà thủy tả hai tầng. Nhà thủy tả vô cùng rộng lớn, nhìn từ xa cũng rất tinh xảo xinh đẹp, cửa sổ tầng một khép chặt, nhưng tầng hai lại rộng mở, vài tấm màn lụa bay ra ngoài cửa sổ. Trên mặt nước thủy khí lượn lờ, trên nhà thủy tạ treo đèn lồng màu đỏ, thực sự có vài phần như lạc vào tiên cảnh. Bạch Nham nghe thấy từ trong nhà thủy tạ truyền ra tiếng đàn đứt quãng không thành điệu, hắn chỉ nghe được vài âm đơn giản không nhận ra được là khúc nào, chỉ cảm thấy dường như có hơi quen tai, hắn đã từng nghe được ở đâu sao? Tiểu Đồng dừng chân bên hồ, nói, đại nhân nhà ta đang đợi ở trong nhà thủy tạ, mời Bạch nham vuốt cầm bước lên cầu gỗ cửu khúc đi vào nhà thủy tạ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.